Cũng tại Hà Nội, Bộ Y tế đã tổ chức họp báo giới thiệu triển lãm quốc tế chuyên ngành y dược Việt Nam lần thứ 25 với chủ đề Tăng cường y tế cơ sở, hướng tới bao phủ sức khỏe toàn dân. Tại triển lãm, khu trưng bày của Bộ Y tế sẽ tập trung tuyên truyền chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác y tế, giới thiệu với nhân dân cả nước những hoạt động đổi mới tích cực, những thành tựu, nhiệm vụ quan trọng của ngành y tế Việt Nam trong năm 2018 như phổ biến lịch tiêm chủng vaccine phòng bệnh cho mọi lứa tuổi, hội thảo, y tế cơ sở, nền tảng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Cùng với đó là hơn 500 gian hàng của các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp của các nước trên thế giới được giới thiệu tại đây.